Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay, vấn đề thu hút vốn đầu tư, hiệu quả đầu tư và phát triển bền vững là yêu cầu đặt ra cho các địa phương. Vì vậy, hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư trong thời gian qua đã góp phần tạo những bước thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người lao động, ứng dụng công nghệ mới, đổi mới thiết bị, công nghệ sản xuất hàng xuất khẩu. Việt Nam Expo là sự kiện xúc tiến thương mại mang đậm dấu ấn suốt một thời gian qua. Với số lượng doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia ngày một đông đảo, Việt Nam Expo trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại có quy mô và có ý nghĩa đối với ngành công thương Việt Nam, đem đến những cơ hội thiết thực giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, cung cấp những thông tin về môi trường đầu tư tại Việt Nam tới các nhà đầu tư, tổ chức xúc tiến nước ngoài. Năm nay, hội chợ diễn ra trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, việc thực thi các FTA với các nước và khu vực nên có sức hút rất lớn đối với các doanh nghiệp, các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngoài cái việc tiếp tục tổ chức các cái hoạt động xúc tiến đầu tư thì sẽ có cái việc kết nối trực tiếp với các tổ chức nước ngoài cũng như là các nhà đầu tư nước ngoài để làm sao mà không chỉ là dựa trên cái truyền thông chung mà chúng tôi cũng sẽ cố gắng là mang các nhà đầu tư tới các cái địa điểm cụ thể cũng như là các cái dự án cụ thể để các nhà đầu tư có thể phối hợp với các địa phương của Việt Nam cũng như các doanh nghiệp Việt Nam để phát triển cái ngành công nghiệp Việt Nam. Khu gian hàng xúc tiến đầu tư và phát triển công nghiệp Việt Nam cũng được xem là điểm nhấn của hội chợ. Tại khu gian hàng, các thông tin cập nhật về môi trường đầu tư tại Việt Nam được cung cấp chi tiết đầy đủ tới các nhà đầu tư, tổ chức xúc tiến nước ngoài. Tại đây, 3 điểm sáng trong thu hút đầu tư chuyên sâu đã được giới thiệu là Vĩnh Phúc, Thanh Hóa và Đồng Tháp. Tỉnh Thanh Hóa là một trong 10 tỉnh đứng đầu cả nước về thu hút FDI trong những năm qua. Về thu hút DDI thì tất cả các cái tập đoàn doanh nghiệp lớn ở trong nước mà chúng ta biết đến thì đều đã có mặt tại Thanh Hóa. Ví dụ như là Sun Group, Win Group, FLC, rồi là các cái tập đoàn lớn khác. Chúng tôi cũng mong muốn là giới thiệu một cái tỉnh Thanh Hóa với diện mạo hoàn toàn mới, không những về thu hút đầu tư mà còn muốn giới thiệu thêm về các cái lĩnh vực như xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch. Hiện Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký tính đến hết năm 2016 lên đến 50 tỷ đô la Mỹ. Thời gian qua, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam. Khu gian hàng xúc tiến đầu tư và phát triển công nghiệp đã tổ chức buổi cung cấp các thông tin cập nhật về môi trường đầu tư tại Việt Nam tới các nhà đầu tư, tổ chức xúc tiến nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư Hàn Quốc. Hàn Quốc luôn mong muốn sẽ mở rộng thị trường, xúc tiến đầu tư tiến xa ra các thị trường nước ngoài. Việt Nam là nước phát triển rất mạnh về ngành công nghiệp chế tạo và xu hướng đầu tư toàn cầu sẽ là thương mại hóa ngành chế tạo. Do vậy, trong thời gian tới, doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ đầu tư mạnh sang Việt Nam vào ngành hàng này. Chính vì vậy, Việt Nam đang là thị trường lớn với nhiều tiềm năng và là mối quan tâm của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam với khoảng 5.500 dự án còn hiệu lực. Trước đây, Hàn Quốc tập trung đầu tư vào các ngành công nghiệp có sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày. Tuy nhiên, vào những năm 2000, xu hướng này đã chuyển sang đầu tư vào những ngành công nghiệp yêu cầu vốn lớn như là máy móc, thiết bị, sản xuất sắt thép. Và bây giờ, các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam lại chú trọng vào những ngành công nghiệp cao như là điện tử. Việt Nam là thị trường hứa hẹn nhất cho sự phát triển công nghệ cao ở khu vực Đông Nam Á. Khu gian hàng xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp tại Việt Nam Expo đã trở thành hoạt động thiết thực để xúc tiến đầu tư vào các ngành công nghiệp trọng điểm của Việt Nam, gắn liền với định hướng phát triển kinh tế địa phương. Nơi đây không chỉ cung cấp thông tin cập nhật về môi trường đầu tư tại Việt Nam mà còn giới thiệu tới các nhà đầu tư quốc tế một số ngành công nghiệp chuyên sâu nhằm định hướng đầu tư theo các ngành mũi nhọn của một số địa phương.